Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày 18 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang triển khai nhiệm vụ. Những điểm sáng trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và gần 200 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và tiếp tục nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân các huyện thành phố. Qua đó giúp các đại biểu nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương, có thêm kiến thức kinh nghiệm để từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động của mỗi đại biểu cũng như hoạt động chung của Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, nắm bắt các vấn đề, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay, nhất là nêu lên những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử để các đồng chí báo cáo viên và các vị đại biểu trao đổi, giải đáp tháo gỡ. Sau hội nghị, các đại biểu có thể áp dụng ngay những nội dung kiến thức đã được trao đổi truyền đạt vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các huyện thành phố trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, các đại biểu dự hội nghị được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trao đổi về 4 chuyên đề: kỹ năng xem xét quyết định dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương, giám sát tài chính ngân sách của Hội đồng Nhân dân, tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền các cấp, kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân trong quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án các cấp ở địa phương. Đây là những kỹ năng mang tính chuyên môn sâu, rất thiết thực, cụ thể, chi tiết để đại biểu Hội đồng Nhân dân học tập, tiếp thu và vận dụng vào thực tế nhiệm vụ chuyên môn được sao trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nhất là về kỹ năng thảo luận, tranh luận và chất vấn, giám sát, kỹ năng trao đổi, giữ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Sáng nay, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Sự lễ phát động có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh; đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Trong tháng cao điểm, toàn tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt 6,7 tỷ đồng trở lên, trong đó quỹ cấp tỉnh 700 triệu đồng trở lên, quỹ cấp huyện và cấp xã trên 6 tỷ đồng trở lên. Thời gian qua, hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021, quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh vận động được trên 8,2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp vận động được trên 4 tỷ đồng và trên 25.000 suất quà trị giá trên 5 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ này, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã kịp thời hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị Ban vận động quỹ vì người nghèo, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ, trọng tâm là tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, tăng cường xã hội hóa, vận động các nguồn lực, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,
và các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tổ chức thành viên cung cấp, ra soát, thẩm định, nắm chắc số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để có kế hoạch tham mưu, đề xuất hỗ trợ kịp thời, quản lý quỹ vì người nghèo chặt chẽ, sử dụng đúng nguyên tắc, mục đích, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hiệu quả, bám sát định hướng sử dụng của Trung ương để tham mưu sử dụng quỹ vì người nghèo đạt hiệu quả cao nhất. Tại lễ phát động, đại diện nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 1,8 tỷ đồng. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành phố Hưng Yên vừa tổ chức hội thi Nữ công tự tin tài năng duyên dáng năm 2022. Sự hội thi có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tham gia hội thi có trên 30 thí sinh đến từ công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể thành ủy và công đoàn cơ quan chính quyền Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đội phải trải qua 3 phần thi kiến thức và xử lý tình huống, phần thi năng khiếu và phần thi trang phục áo dài. Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện vốn kiến thức trong hoạt động công đoàn, sự hiểu biết trong xử lý các tình huống thường gặp trong đời sống xã hội, đồng thời mang đến hội thi những bài hát múa hấp dẫn, cuốn hút đông đảo đoàn viên công đoàn đến xem cổ vũ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 3 giải xuất sắc cho 3 đội tuyển tham dự hội thi, trao 4 giải cho các đội thực hiện xuất sắc các phần thi. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Sự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tổng số xã được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao 61 xã. Mục tiêu đến hết năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu sẽ có thêm 12 đến 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu sẽ có thêm 8 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 53 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến hết năm 2022, toàn tỉnh sẽ có thêm 15 đến 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên đã đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh duy trì 2,55%, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,56%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 43%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, với Hưng Yên, từ đầu năm 2022 đến nay, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đáp ứng yêu cầu đề ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm lộ trình, khả năng kết thúc năm sẽ hoàn thành. Đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm, các sở ngành, các địa phương phải bám sát nhiệm vụ được giao để phấn đấu đạt các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Trong đó, huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, đồng thời đẩy mạnh công tác xử lý đất dôi dư, xen kẹp, lồng ghép các chương trình dự án, các nguồn vốn để tăng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức tham gia đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tiếp tục huy động vận động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, xây dựng chính sách riêng đặc thù của tỉnh đối với người cao tuổi, cô đơn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Sáng nay, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông báo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang. Đại diện Công an tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức tập luyện và dự thảo kịch bản diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, thời gian qua trên địa bàn cả nước đã diễn ra nhiều vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại đáng kể về người, tài sản. Trên địa bàn tỉnh ta, tuy chưa có vụ cháy lớn nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
nhất là các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nơi tập trung đông dân cư, địa điểm sản xuất kinh doanh. Cuộc diễn tập lần này diễn ra với quy mô lớn, huy động đông nhân lực, phương tiện, thiết bị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần sớm hoàn thiện phương án diễn tập, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia và luyện tập thuần thục các tình huống theo kịch bản đã xây dựng. Các cơ quan đơn vị liên quan cần tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào thành công chung của diễn tập. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có dân số đông, lại có hơn 150 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, thời gian qua, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Bên cạnh sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo địa phương, còn có một số cách làm hay, sáng tạo để đạt được tỷ lệ trên 55% hồ sơ trực tuyến như hiện nay. Chiều nay, chị Trang đến bộ phận một cửa của xã Tân Quang để nhận kết quả thủ tục hành chính của công ty mà chị vừa gửi trực tuyến lúc đầu giờ chiều. Tôi gửi thủ tục hồ sơ của tôi lên lúc 1 giờ chiều ngày hôm nay và đến 3 giờ chiều ngày hôm nay tôi được thông báo ra nhận kết quả ở ngoài ủy ban. Tôi rất thường xuyên thực hiện thủ tục trung bình khoảng 1 tuần hàng 2 lần. Cái việc thực hiện hồ sơ trực tuyến của xã Tân Quang khá là nhanh, gọn, rất thuận lợi cho doanh nghiệp ở địa trên địa bàn như chúng tôi. Với những người đến làm thủ tục trực tiếp như chị Bích cũng được cán bộ xã tận tình hướng dẫn cách thực hiện thủ tục trực tuyến để thay đổi thói quen trong những lần làm thủ tục sau này. Chị có hai thủ tục chứng thực bản sao, giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh. Thì chị bây giờ chị có thể thực hiện ngay tại nhà vào hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thì chỉ cần chụp cái bản này lại, xong chị vào trong nhóm chị chọn chứng thực bản sao, chị chọn nơi nộp hồ sơ là Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang. Xong rồi chị điền thông tin người nộp, chị đồng ý xong chị tải hồ sơ lên, nhập mã xác nhận để chắc chắn là chị nộp hồ sơ. Chị ấn đồng ý thì là bọn em sẽ nhận được hồ sơ của chị. Sau khi nghe hướng dẫn tôi thấy là rất là dễ hiểu. Sắp tới thì tôi sẽ dùng dịch vụ công này sẽ nhiều hơn. Bên cạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh, qua các hội đoàn thể phát tờ rơi có sẵn mã QR, một cách làm sáng tạo là cán bộ tư pháp xã Tân Quang mở trang tuyên truyền pháp luật trên Zalo để đăng tải các thông tin, làm video ngắn hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Trang Zalo này hiện thu hút trên 2.000 người dân, doanh nghiệp theo dõi thường xuyên. Ứng dụng Zalo của chúng tôi triển khai cách đây khoảng 1 năm. Bây giờ thì người dân có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng Zalo rất là đơn giản. Thực hiện nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 thì tất cả anh em cán bộ công chức đã chuẩn bị sẵn lấy cái nội dung này để làm mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022. Đội ngũ cán bộ của chúng tôi là những người cán bộ trẻ nhiệt huyết đã được tập huấn. Lãnh đạo xã thì thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất để bộ phận một cửa của Tân Quang làm thực hiện nhiệm vụ tốt nhất. Chỉ từ ngày 1 tháng 7 đến nay, xã Tân Quang tiếp nhận hơn 760 hồ sơ trực tuyến, trong tổng số hơn 1.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55%, sớm vượt chỉ tiêu ít nhất 40% trong năm 2022, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết mới là các thủ tục đơn giản như chứng thực giấy tờ và đối tượng sử dụng chủ yếu là doanh nghiệp, người trẻ. Thời gian tới, xã Tân Quang tập trung để mạnh thực hiện thủ tục ở những lĩnh vực phức tạp, phục vụ tốt hơn hoạt động của các doanh nghiệp, người dân và mở rộng nhiều đối tượng hơn nữa. Xác định thu hút đầu tư là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo định hướng và ban hành nhiều cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho từng giai đoạn. Với tất cả những nỗ lực của các cấp chính quyền, các sở ngành, 9 tháng năm 2022, Hưng Yên đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong 9 tháng năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho mở rộng hai khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Thăng Long 2, 180,5 ha và khu công nghiệp Yên Mỹ 2 là 216 ha. Đồng thời, bổ sung vào quy hoạch Việt Nam cho tỉnh Hưng Yên thêm hai khu công nghiệp là khu công nghiệp Tân Á Đại Thành và khu công nghiệp số 6 thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Công tác thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 đã vượt chỉ tiêu, tiếp nhận 35 dự án, trong đó có 24 dự án nước ngoài và 11 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh
là 504 triệu đô la Mỹ, vượt chỉ tiêu cả năm được giao là 450 triệu đô la Mỹ. Thưa ông, là thời gian vừa qua thì chúng ta không chỉ có nhiều dự án đăng ký mới để đầu tư vào Hưng Yên mà còn có rất nhiều dự án xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư vào Hưng Yên. Vậy thì những điều đó đã nói lên điều gì về môi trường đầu tư của Hưng Yên ạ? Cái con số mà chúng tôi đang cập nhật và thống kê thì thấy cái việc điều chỉnh mở rộng của các dự án đã đầu tư xây dựng tại các khu nghiệp của tỉnh Hưng Yên liên tục được điều chỉnh và mở rộng, thì khẳng định rằng là cái doanh nghiệp đầu tư vào khu nghiệp tỉnh Yên là đang làm ăn là rất là tốt, và họ chính vì vậy nên họ có cái mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, chứng tỏ rằng cái môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên là rất thuận lợi, và nhà đầu tư kinh doanh sản xuất tại khu công nghiệp của tỉnh Yên là yên tâm và làm ăn rất là tốt. Đấy, và cái xu thế này sẽ ngày càng được nhân rộng. Thưa ông, là kinh tế thế giới thì bị suy thoái bởi đại dịch Covid-19 cũng như là những tác động từ căng thẳng leo thang của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên thì hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên vẫn đạt được những kết quả rất là ấn tượng. Xin mời ông có thể chia sẻ thêm về điều này ạ. Ở Việt Nam chúng ta là giải quyết cái vấn đề về phòng chống dịch rất là tốt, nên là chúng ta đã giữ được người lao động và tạo được cái niềm tin cho doanh nghiệp. Chúng ta đang có cái lợi thế đó. Việt Nam và Hưng Yên chúng ta, các khu nghiệp của tỉnh đang được tận dụng cái cơ hội đó để mà thu hút nhiều các doanh nghiệp FDI nước ngoài về đầu tư vào khu nghiệp của tỉnh. Số lượng các quốc gia đầu tư vào khu công nghiệp của tỉnh Yên thì khoảng 22 quốc gia. Trong đó thì Nhật Bản là đang dẫn đầu với 54% số dự án là của Nhật Bản. Khu công nghiệp Thăng Long 2 là một điểm sáng, thu hút được các cái nhà đầu tư có cái quy mô tổng vốn đầu tư rất là lớn. Chính những nhà đầu tư lớn đến với Hưng Yên, đến với khu công nghiệp Hưng Yên thì sẽ là cái niềm tin để cho các nhà đầu tư khác ở nước ngoài là sẽ yên tâm và tự tin hơn khi mà về đầu tư tại tỉnh Hưng Yên chúng ta. Theo ông thì ở đâu là những yếu tố quan trọng để tạo nên sức hút cho môi trường đầu tư của Hưng Yên ạ? Quan trọng đầu tiên là cái vị trí địa lý, sự tương đồng của tỉnh Hưng Yên đối với các tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thì chúng ta nằm trong 7 tỉnh vùng trong kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thì ở đây có tương đồng, thứ nhất là tương đồng về giao thông, thì hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên là rất là đồng bộ, kết nối lên đường cao tốc, rồi kết nối lên sân bay, rồi kết nối các khu vực dịch vụ đô thị rất là tốt. Cái thứ hai là cái sự tương đồng về nhân lực và con người. Ở đây thì chúng ta cách thủ đô Hà Nội với khoảng thời gian quãng đường là rất là ngắn, nên là cái việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của các trường đại học và cái nguồn nhân lực mà làm tại các công ty nước ngoài là rất là dồi dào, và các nhà đầu tư khi nghiên cứu thì người ta thấy cái đấy là cái lợi thế rất là tốt. Cái thứ ba là ổn định về cái hạ tầng về đường điện, lưới điện, cái việc cấp điện trong các công nghiệp là rất quan trọng, và hệ thống thông tin Hưng Yên là Hưng Thịnh Yên Bình, thì cái việc mà ổn định về cái điều kiện tự nhiên không bị ảnh hưởng thiên tai thì cũng là một cái yếu tố mà rất là thuận lợi, được sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban dân tỉnh. Chỉ tiêu giải phóng mặt bằng trong khu công nghiệp theo chỉ tiêu đầu năm đăng ký là 500 hectare đất, thì đến nay là 9 tháng đầu năm thì đã đạt được là 497 hectare, gần như là 100% đã kế hoạch của năm đã được thực hiện. Giải phóng mặt bằng tốt như vậy, chúng ta có cái điều kiện tiền đề để tự tin khi mà đi xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là cái dòng vốn FDI nước ngoài của các tập đoàn lớn. Rất là cảm ơn ông đã mang đến những thông tin rất hữu ích cho chương trình ngày hôm nay ạ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã giải tỏa và xử lý dứt điểm 34 trên 38 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A phát sinh từ năm 2014 đến nay. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về việc xử lý giải tỏa các vi phạm, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch ra quân triển khai xử lý giải tỏa bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Trong đó vai trò của cấp ủy, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể đều phát huy tối đa trong công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ vi phạm. Địa phương thực hiện hỗ trợ nhân lực, vật lực và máy móc để tháo dỡ, xử lý các phần tường bao, công trình kiên cố. Trong số 34 trường hợp đã xử lý, hầu hết đều là lều lán nhà tạm. Đến nay, toàn xã còn 4 công trình nhà ở chưa xử lý. Hiện xã đang đôn đốc các hộ vi phạm thực hiện giải tỏa, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.